phá thế gọng kìm của Huệ, Tô cho đánh thọc sườn chủ tịch quốc hội. Khi Tô Lâm làm phản, Vương Đình Huệ chính là nhân vật ra mặt sớm nhất đối đầu với Tô Lâm. Khi Tô Lâm hạ Võ Văn Thưởng thì nước cờ đã rõ, ai cũng thấy tham vọng của Tô Lâm là mượn ghế chủ tịch nước để kiếm cho mình suất đặc biệt cho nhiệm kỳ tới, đồng thời cũng nắm luôn Bộ Công an để tạo nên lực lượng hậu thuẫn vững chắc. Tất nhiên, Vương Đình Huệ và nhóm Nghệ An cũng hiểu rõ thâm ý này. Phe Phạm Minh Chính cũng hiểu ý đồ của Tô Lâm, nhưng đòn đánh của Tô Lâm không ảnh hưởng nhiều đến Phạm Minh Chính. Đích nhắm đến của Tô Lâm là ghế Tổng Bí Thư, trong khi đó lâu nay ghế này được ngầm mặc định dành cho Vương Đình Huệ. Kẻ chịu thiệt thòi lớn nhất là miếng võ của Tô Lâm thì kẻ đó phải ra mặt để tự bảo vệ. Do đó, nhóm Nghệ An của Vương Đình Huệ đã ra mặt mạnh mẽ. Vương Đình Huệ đang tấn công Tô Lâm theo hai hoặc ba hướng. Thế mạnh của Vương Đình Huệ là có nhóm lợi ích địa phương vừa đông vừa mạnh, đồng thời có sự kết hợp của nhóm Hà Tĩnh. Ngoài ra, Vương Đình Huệ còn được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ưu ái. Hiện nay, trong Bộ Chính trị, tiếng nói của ông Tổng Bí Thư vẫn mạnh nhất, cho nên trong Bộ Chính trị, ông Vương Đình Huệ có uy thế mạnh hơn Tô Lâm. Sau khi Tô Lâm hạ xong Võ Văn Thưởng, nội bộ Bộ Chính trị căng thẳng không phải vì chiếc ghế Chủ tịch nước mà ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Phan Đình Trạc nhảy vào tranh ghế này để tạo ra thế gọng kìm áp sát Tô Lâm. Một gọng kìm từ hướng Bộ Chính trị và một gọng kìm khác từ hướng Bộ Công an. Hướng Bộ Chính trị, Vương Đình Huệ có 4 ủy viên Nghệ An và Hà Tĩnh ủng hộ. Ngoài ra, một số ủy viên Bộ Chính trị thuộc Ban Bí thư cũng nghiêng về ông Huệ. Nếu Phan Đình Trạc nắm giữ được Bộ Công an thì sẽ tạo được hướng gọng kìm thứ hai, cũng mạnh mẽ không thua kém hướng thứ nhất. Tuy nhiên, tranh chấp vị trí bộ trưởng này vẫn chưa ngã ngũ. Khi gọng kìm ở Bộ Công an chưa hình thành thì ông Huệ đi sứ dài ngày sang Trung Quốc, với ông Huệ không chắc thắng được trong việc tranh giành Bộ Công an nên đã đi cầu cứu Tập Cận Bình. Nếu được Tập ủng hộ, đồng thời Phan Đình Trạc thắng được ghế Bộ trưởng Bộ Công an thì lúc này Vương Đình Huệ có 3 mũi giáp công, vừa bao vây vừa tấn công Tô Lâm. Cuộc đối đầu giữa Tô Lâm và Vương Đình Huệ được hai bên đẩy lên cao trào. Với binh quyền trong tay, tất nhiên Tô Lâm sẽ không chịu ngồi im. Lợi thế của Tô Lâm là lấy tấn công làm phòng thủ, vì Tô Lâm vừa có binh quyền vừa nắm được rất nhiều bí mật của các đồng chí trong đảng, trong đó có các đồng chí thuộc nhóm của Vương Đình Huệ. Trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà đang là đối tượng mà Tô Lâm nhắm đến. Mới đây, một tin riêng cho biết Tô Lâm sẽ bắt trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà. Ông Hà được xem là tay hòm chìa khóa trong những vụ làm ăn của Chủ tịch Quốc hội trong khoảng 10 năm qua. Ở vị trí Chủ tịch Quốc hội, Vương Đình Huệ sẽ không dại dột mà nhận tiền đen trực tiếp mà thường qua trung gian. Thậm chí đồng tiền hối lộ bị bắt phải chạy lòng vòng qua nhiều ngõ ngách để cắt đi cái đuôi bẩn, rồi mới rót vào túi kẻ chủ mưu. Thông tin cho biết thêm, Phạm Thái Hà nhận hối lộ lên đến 2.000 tỷ đồng cho các tuyến cao tốc và công trình ven biển. Nếu dự định của Tô Lâm đúng như nguồn tin này cung cấp, thì quả thật đây là một đòn chí tử mà ông Tô Lâm sắp tung ra nhắm vào ông Vương Đình Huệ. Dù có được ông Nguyễn Phú Trọng đỡ đầu, nhưng nếu trong tay Tô Lâm có đủ bằng chứng thuyết phục, thì ông Tổng cũng không đỡ nổi. Nếu Vương Đình Huệ muốn dùng thế ba gọng kìm để bao vây Tô Lâm, thì việc bắt trợ lý Phạm Thái Hà chính là cú đánh trả của Tô Lâm. Cú đánh này đã thọc vào ngay sườn của ông Chủ tịch Quốc hội. Nếu trúng đích thì đấy là cú đòn cực hiểm chưa từng có. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin phá thế gọng kìm của Huệ, Tô cho đánh thọc sườn Chủ tịch Quốc hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Tô quyết đánh cho Hệ rút, đánh cho Huệ nhào. Thông tin bắt Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Thuận An Group đã tràn lan trên mạng xã hội, nhưng báo chí của nhà nước thì vẫn chưa hé răng. Đối với báo chí nhà nước, không biết ông chủ hiện nay của họ là Ban Tuyên giáo hay Bộ Công an.
Trước đây báo chí thì tuân theo mọi chỉ thị từ ban tuyên giáo, nhưng nay có vẻ như là báo chí chỉ dám loan tin sau khi ông Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, lên tiếng. Việc hốt tập đoàn Phúc Sơn rồi sau đó bắt sống lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi mà không chờ Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật đảng công bố trước, cho thấy Tô Lâm đã vượt rào. Rào cản đó chính là quy trình xử lý cán bộ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra. Như vậy, một khi Tô Lâm vượt qua được rào cản này, thì ông chính là người đang làm chủ cuộc chơi. Tô Lâm đang nắm quyền bắt sống các đồng chí và điều khiển báo chí trong nước. Một nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết hiện nay Tô Lâm đã tạm giam em trai của ông Vương Đình Huệ. Nếu đây là sự thật thì có thể nói người nhà của ông Vương Đình Huệ đang là con tin nằm trong tay của Tô Lâm. Khi vượt qua rào cản quy trình xử lý kỷ luật, sức mạnh của Tô Lâm là một, thì khi chiếm được quyền điều khiển báo chí, sức mạnh của Tô Lâm được tăng lên gấp bội. Có khả năng Tô Lâm bắt giữ em trai của Vương Đình Huệ để gây áp lực, buộc đối thủ rút khỏi cuộc đua. Bởi việc bắt giữ chưa được công khai trên báo chí, nên Tô Lâm hoàn toàn có thể giam giữ hoặc thả ra. Mọi chuyện đều nằm trong ý muốn của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu ông Huệ làm căng, thì rất có thể Tô Lâm sẽ tung tin vụ bắt giữ nói trên lên báo chí, thì lúc đó không thể dàn xếp trong bóng tối được nữa. Hiện Tô Lâm đã điều khiển được cả báo chí, nếu Vương Đình Huệ không cân nhắc kỹ, có thể dính đòn rất nặng. Lâu nay, ông Vương Đình Huệ được Tổng Trọng rào chắn để bảo vệ, nhưng giờ đây ông Tổng không còn đủ quyền uy như trước nữa, buộc lòng Vương Đình Huệ phải ra mặt tự lo cho số phận của mình, thay vì nằm im chờ đợi ông Tổng sắp xếp. Chuyến đi Trung Quốc của ông Vương Đình Huệ đã mang đến cho Trung Quốc cơ hội mở rộng đại dự án Vành Đai và Con Đường với đề nghị xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam nối Việt Nam với Trung Quốc. Đây là món quà lớn mà ông Huệ dâng lên cho Tập Cận Bình. Liệu món quà này có đổi được sự ủng hộ của Tập Cận Bình hay không thì phải chờ thời gian mới biết kết quả. Bởi những thỏa thuận này không công khai, người dân chỉ có thể suy đoán thông qua hành động. Việc cầu viện Thiên Triều không phải là lợi thế tuyệt đối của ông Vương Đình Huệ, và đây cũng là chiêu bài ông Tô Lâm đã áp dụng từ tháng 9 năm 2023. Ông Huệ chỉ có lợi thế hơn Tô Lâm ở chỗ ông được gặp trực tiếp Tập Cận Bình, còn Tô Lâm thì chỉ gặp được những đại diện cho Tập Cận Bình, chứ không được gặp trực tiếp. Không biết giữa Tô Lâm và Vương Đình Huệ, ai đã mang cho Tập Cận Bình lợi ích nhiều hơn? Chuyến đi cầu viện của Vương Đình Huệ khiến cho Tô Lâm điên tiết. Ở trong nước, Huệ thì bám vào số đông trong Bộ Chính trị. Tuy nhiên, bên ngoài Bộ Chính trị thì Tô Lâm lại tỏ ra vượt trội hơn khi ông cho bắt một loạt ủy viên Trung ương Đảng mà không thông qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật trước. Ủy ban này là vũ khí kiểm soát Trung ương Đảng, bởi quan chức của Đảng Cộng sản không ai mà không dính phốt cả. Tô Lâm đang đánh mạnh doanh nghiệp sân sau và người nhà của ông Huệ, hy vọng ông chủ động rút khỏi cuộc đua. Nếu ông Huệ không chịu rút mà quyết đối đầu, thì có thể lúc đó Tô Lâm sẽ đánh cho ông Huệ nhào khỏi ghế như Võ Văn Thưởng vậy. Giờ đây Tô Lâm đang nổi lên là một người manh động và đầy toan tính. Nếu ông Huệ quyết ăn thua đủ với Tô Lâm, thì có lẽ thời gian tới sẽ có nhiều cảnh quay hấp dẫn của bộ phim bom tấn chấn động nhất từ trước đến nay. Vừa nắm quyền bắt sống, vừa nắm quyền điều khiển báo chí, Tô Lâm đang có trong tay hai thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Nếu không cẩn thận, Vương Đình Huệ có thể bị nhào dưới tay Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tô Lâm quyết đánh cho Huệ rút, đánh cho Huệ nhào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm